người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong của người lớn tuổi từ 15 đến 27 tuổi. Tại Việt Nam, trong những năm qua, tai nạn giao thông đã luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, mỗi năm vẫn có gần 8.000 người bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống cùng với gần 20.000 người bị thương tật suốt đời. Điều đó ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh của đất nước an toàn trong mắt bạn bè và đối tác. Ngày Chủ nhật 15 tháng 11 năm 2020 là ngày thế giới tưởng niệm những nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Đây là năm thứ 9 Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số bị tai nạn giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự chân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Đồng thời cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật, trật tự an toàn giao thông như đã uống rượu bia, không lái xe, không phóng nhanh, vượt ẩu, phải đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, không dùng tay sử dụng điện thoại khi lái xe, thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô. Mỗi người nên nghiêm chỉnh chấp hành giao thông, tự giác người nhìn giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông và hơn hết chính mỗi bậc phụ huynh. Với bản thân, với cộng đồng khi tham gia giao thông và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân, phải tự giác chấp hành quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông. Vì sự an toàn trên mọi con đường, vì hạnh phúc của mọi người, chúng ta hãy tưởng nhớ những người đi vì người ở lại. Và sau đây cô xin kính mời tất cả các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường cùng với toàn thể các em học sinh của trường, chúng ta sẽ đứng lên để tưởng niệm một phút dành cho những nạn nhân xấu số đã qua đời trong những cuộc tai nạn giao thông vừa qua. Xin mời các bạn cùng lên ạ. Một là mức phạt cao nhất đối với người đi xe máy, đó là vi phạm nồng độ cồn. Theo đó thì tại điểm E khoản 8 điều 6 quy định phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc là vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Hành vi này nghị định 46 chỉ xử phạt là từ 3 đến 4 triệu đồng. Các bạn thấy là hình phạt tăng lên rất là mạnh. Ở mức thấp hơn, nghị định phạt tiền từ 4 đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc là vượt quá là 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Theo quy định cũ thì chỉ phạt là từ 1 đến 2 triệu đồng. Đáng chú ý, nếu như nghị định 46 trước đây vẫn cho phép tỷ lệ cồn nhất định thì nay nghị định 100 xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc là chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe từ 10 đến 24 tháng. Các bạn thấy là rất là nặng đúng không nào? Lỗi thứ hai đó là chạy quá tốc độ. Tại điểm E khoản 2, điều 5 quy định phạt tiền từ 200 đến 300 nghìn đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến 10 km/h. Trước đây nghị định cũ 46 chỉ xử phạt là từ 100 đến 200 nghìn đồng. Tại điểm A khoản 4 quy định phạt tiền từ 600 đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20 km/h. Ở mức cao nhất, tại điểm A khoản 4 quy định phạt tiền từ 4 đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định là trên 20 km/h. Nghị định cũ 46 chỉ xử phạt là từ 3 đến 4 triệu đồng. Với lỗi thứ hai chạy quá tốc độ, ngoài việc bị phạt tiền thì người điều khiển xe
thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức phạt bổ sung, đó là tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Lỗi thứ ba đó là không đội mũ bảo hiểm. Tại điểm y khoản 2 quy định, phạt tiền từ 200 đến 300 nghìn đồng đối với người điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ. Theo nghị định cũ 46 thì chỉ xử phạt là từ 1 đến 200 nghìn đồng. Điểm K khoản này cũng xử phạt người điều khiển xe chở người ngồi sau xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật. Lỗi thứ tư là đi xe kẹp ba. Tại điểm L khoản 2 quy định, phạt tiền từ 200 đến 300 nghìn đồng đối với người đi xe chở hai người trên xe, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 14 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật. Lỗi thứ năm đó là đi xe kẹp 4. Tại điểm B khoản 3 quy định, phạt tiền từ 400 đến 600 nghìn đồng đối với người điều khiển xe chở theo từ 3 đến 4 người trở lên. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức phạt bổ sung, đó là tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Lỗi thứ 6 là đi sai làn đường. Tại điểm G khoản 2 quy định, phạt tiền từ 400 đến 600 nghìn đồng đối với người điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình, đi không đúng phần đường, làn đường quy định, làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều. Lỗi thứ 7 là đi vào đường cấm. Tại điểm Y khoản 2 quy định, phạt tiền từ 400 đến 600 nghìn đồng đối với người điều khiển xe đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 5, điểm B khoản 6 điều này và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Lỗi thứ 8 đó là đi vào đường ngược chiều. Tại khoản 5 điều này cũng quy định phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 6 điều này và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Lỗi thứ 9 đó là vượt đèn đỏ. Tại điểm E khoản 4 quy định phạt tiền từ 600 đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức phạt bổ sung, đó là tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Lỗi cuối cùng đó là lỗi thứ 10, đó là sử dụng điện thoại, đeo tai nghe. Tại điểm H khoản 4 quy định, phạt tiền từ 600 đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe sử dụng ô, dù, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, tai nghe, trừ thiết bị trợ thính. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức phạt bổ sung, đó là tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.